Chào tất cả anh em, mình là Tài Ba Độ. Hôm nay mình về Hải Dương, độ Kebo Akamovic là 6 full carbon cộng cổ lối siluon cho con CBR250. Anh em nhìn tổng thể cái bô lên xe thì xe nó gọn hơn rất nhiều anh em nhé. Từ tiếng bô thì nó rất lực, anh em nghe từ tiếng bô nhé. Con này lên vành 5.5 với cả lốp 180. Nhìn vành tráng kinh khủng luôn. Đẹp.